lại một lần nữa, ngày thi đấu hôm nay thì Fate quyết định mang ra cả bài Leblanc để đối đầu cùng với Azir của Closer. Một kẻ đấu mà anh ta đã làm cực kỳ ổn ở ván thi đấu đầu tiên, nhưng ván thi đấu đó anh ta phải đối mặt cùng với một con giày quá khỏe của Budon mà thôi. Nhưng ván thi đấu này nếu tiếp tục làm tốt con Leblanc này thì tiền đề để anh ta có thể tỏa sáng nó sẽ cao hơn rất nhiều so với ván thi đấu trước, ở ván thi đấu đầu tiên của cặp trận này. Và để xem khu vực đứng trên với con Na này thì Budon sẽ xử lý cả đấu với cái Sante của Rascal như thế nào. Chất tướng thì chúng ta đã được xem rất nhiều những cặp trận giữa Na và Sante tại mùa giải này. Sante hoàn toàn có thể solo kill Na nếu như sử dụng tốt những bộ kỹ năng của mình và tận dụng tốt cái dạng Na tín định không có nhiều chống chịu của đối phương. Càng ngày thì giải đấu LCK mùa xuân 2023 càng khó đoán hơn khi những đội tuyển ở top dưới đã dần dần nắm bắt được meta và đã có được nhiều hơn những sự ăn ý trong khâu vận hành cũng như là khả năng giành chiến tổng. Họ cũng đang thể hiện một cái thái độ với những tình huống xử lý macro tương đối khéo léo, và DX gây khó ở trong bán tiêu thứ hai không có nghĩa là họ không thể tiếp tục gây khó và giành chiến thắng ở trong bán tiêu thứ ba trước các thành viên đội tuyển Luxembourg để ngăn cản DX cơ hội có thể tiếp tục bám đuổi ở top đầu đến từ các thành viên đội tuyển Luxembourg. Thế lính hiện tại thậm chí còn khiến cho họ gặp nhiều khó khăn hơn so với những gì có thể xử lý đến từ cặp đôi Lucian cùng với Sona, và tiến lên rất cao cầu máu. Nguồn sát thương được gây ra là cực kỳ nhiều, đốc đam không có thanh tẩy nên nhớ là như vậy. Và anh ta dính chọn sát thương thì đốt máu mất đi cực kỳ nhiều, và quy flat tốt tới từ Croco. Và Closer cũng phải đầu tư cái tốc biến của mình. Một pha đầu tư phép bổ cho tốc biến để lấy máu đối phương và tạo ra tiền đề đi đường dành cho người chơi đường giữa của mình đến từ Croco. Họ đang tiếp tục một tấn công Winner đi qua tầm nhìn rồi, nhưng không ai đủ tầm để cú quy của Croco có thể tác động tới cả. Fate đang muốn đầu tư tốc biến của mình ở cấp độ 3 với sở xích của mình, nhưng không còn quy thì Croco sẽ phải tấn công kiểu gì đây? Closer lao lên với tiếng E, lính đã chặn đi cú xích của đối phương và pha phản công đến từ bên phía của Lisbon, nhưng sát thương vẫn đủ đến từ Fate để lấy mạng của Closer. Phát tốc biến theo với thiết bản ngàn cân, Winner gỡ mạng cho Lisbon cho tiếng vừa rồi. Một tình huống đọc vòng rừng rất tốt tới từ Wheeler khi anh ta biết rằng Vi còn đang mải mê ở khu vực rừng trên, và anh ta chủ động tiến ra để solo con rồng đầu tiên trong ván thi đấu khi áp lực từ khu vực dưới hiện tại là tương đối nhiều. Sona ủa, và combo này tới từ Leblanc của Fate khiến cho Closer phải đầu tư cú phân chia thiên hạ, nhưng phân chia thiên hạ cũng trượt. Leblanc rất bình tĩnh kéo được máu đối phương và giật ngược trở về, nhưng đó cũng đơn thuần là một tình huống biến về tới từ cả hai người chơi cùng đường giữa. Còn đây là tình huống tranh chấp rồng, và ăn rồng đang nửa chừng thì Wheeler bị phát hiện và cú đấm bùng nổ, nó sẽ tụ để rút lui nhưng không rút lui được. Người tới là Azir của Closer và có thêm cả Keo có mặt ở ngay đây, hồi máu tăng thêm tốc độ di chuyển. Wheeler tiếp cận được thiết bản ngắn cân được hồi lại và tốc biến. Tôi vừa nghe tiếng bụp tốc biến của một ai đấy, tốc biến đến từ Sona và Vi vẫn phải nằm. Có vẻ như Fate vẫn là người lỗ hơn sau những pha lao lên và chơi hit cùng với con Azir Closer, đặc biệt khi Azir đang là người dẫn trước về lượng kinh nghiệm. Anh ta đã có cấp độ 8 so với con Leblanc vừa rồi khi chơi hit chỉ là cấp độ 7 mà thôi. Xử lý lính trong trụ đối với Leblanc không phải là vấn đề quá to tát, và đó là câu chuyện mà anh ta có thể làm một cách ổn thỏa. Còn Coco đang là người tới, anh ta dính khúc cao trái, anh ta dính khả năng dùng sát thương và nó trong cuối sát thương rất nhiều. Người tới là Hu Công của Wheeler, đắp đam cùng với Barrow bắt buộc phải bỏ chạy. Mới chỉ là cấp 5 tới từ Nami so với con Sona cấp độ 6 mà thôi. Năng lượng cũng không còn tới từ Fate. Những tình huống xử lý sơ xích siêu phàm tới từ Fate từ nay đến giờ đang đạt được độ chuẩn xác rất cao. Nhưng dẫu sao thì với lợi thế về máu, các thành viên đội tuyển DX được phép chủ động tiến ra với khu vực hai xe cái nứt. Nhưng từ khu vực đường trên tiến tới là con Na sắp biến thành dạng khổng lồ, và một con Sona đã có mặt ở ngay gần kề mặc dù nó chưa hồi lại khúc cao trào. Azir Closer đầu tư dịch chuyển quay ngược trở lại khu đường giữa khá nhanh để đón đợt lính, và điều tương tự tới từ Leblanc của Fate để có thể có mặt cùng với những đồng đội của mình ở ngay khu vực sứ giả. Wheeler đang bị kiểm soát bởi một con mắt cắm khá khéo trong bụi cỏ nhỏ tiến vào bùa lời xanh đến từ bên phía các thành viên đội tuyển DAX, và anh ta bắt buộc phải giật ngược trở về. Nhưng anh ta đã hoàn thành mục tiêu là kiểm soát được con cua ở trên để đem về thông tin. Còn trong khi đó thì Envy là người có lợi thế nhiều hơn, lại là sức siêu phàm, lại là cho chân thành công được Sona, nhưng sát thương lần này không đủ và có thêm cả Azir cover ngay cạnh. Bây giờ thì để xem bên phía Lisbon có dám giao tranh tại khu vực này hay không đây. Kyle đang cố gắng hồi phục lại cái lượng máu đã mất. Cú trừng phạt đến từ Croco giúp cho bên phía của DX đã có cho mình con sứ giả, nhưng đó là tiếng lao đến từ Wheeler với cú lốc xoáy của mình. Anh ta dính rất nhiều sát thương đến từ cú trừng cuối của Croco, nhưng anh ta là người khỏe hơn rất nhiều so với người chơi rừng đối phương. Lần đập số thứ tư đến từ Croco, kéo theo đó là cả Rascal cũng đã phải lên bảng điểm số rồi. Những cú xỉa cực kỳ chất lượng của Closer. Cùng với đó là một tiếng di chuyển ra đến từ Barrow đã khiến cho bên phía của DX hoàn toàn tan vỡ. Một con sứ giả trả tới 4 mạng cho bên phía của Lisbon. Cả ba đường đang thua về chỉ số lính, đó là vấn đề rất lớn dành cho các thành viên đội tuyển DAX. Lại làm pha lướt lên từ team, sấy luôn thanh trừng tới từ Envy, kéo được máu cả hai thành viên của DAX. Nhưng lượng máu mất đi không phải là quá nhiều. Budon khu đường trên sắp biến thành Na khổng lồ, nhún nhảy thoát về quá đơn giản. Khi anh ta nhận ra có sự có mặt của Croco ở khu vực đường trên, và lại là khoảng trống để xâm lăng xuống khu đường dưới dành cho Wheeler, thậm chí có thể là một pha băng trụ.
Azir Closer đang đứng một cách rất chủ động. Kích hoạt thông nổ vòng tấn công sau lưng. Đối phương có thông tin phá luôn mắt kiểm soát tiếp cận một cách nhanh chóng để tạo ra cơ hội để Envy và KL đơn thuần là bóc thêm giáp trụ mà thôi. Willow đang đánh một cách đầy khó chịu khi có được thông tin về vị trí đứng của người đi rừng đối phương là Croco và đã xuất hiện thêm cả chênh lệch về mặt cấp độ ở khu đường trên, muốn tìm kiếm solo kill. Budo lướt lên, boomerang trúng và sát thương nó sắp sửa đủ, nhưng Budo bị nhận quá nhiều sát thương trúng và đổi mạng. Shutdown 550, lời hơn dành cho Rascal. Không biết là cả hai top lane ngày hôm nay có chạy KPI hay không, nhưng mà họ sẵn sàng lao vào nhau với những pha solo như vừa rồi và một tình huống 1 đổi 1 giúp cho Rascal có được mạng shutdown của đối phương. Còn tại khu cánh dưới bản đồ thì những áp lực đến từ Wheeler đang thực sự khiến cho top down của Barrel khó thở. Ở trong những phút vừa qua, họ đang phải lãnh chịu lên tới 40 chỉ số lính giữa hai xạ thủ. Và chỉ một pha ghé nhẹ đến Wheeler đã khiến cho top down mất đi tốc hành, Barrel mất cả hồi máu. Dòng nguyên tố thì cũng chẳng có cách nào bên phía của DX có thể nhìn mặt nó cả. Và bây giờ sẽ là tình huống tấn công ra khu đứng giữa với tà súng hữu đột. Với một tiếng rồ sắt tương trung lẫn nhau thì họ có thể hạ gục được Closer, người không có tốc biến nữa. Phân chia thiên hạ không có nhiều tác dụng và Closer sẽ phải lên bảng mạng hạ gục dành cho người chơi đi rừng của DX. Thực sự khó để các thành viên phía DX có thể tiến ra con rồng nguyên tố này. Còn đây là cánh để lẻ khi mà Na của Budon đang cầm hai mảnh của trang bị dù đen. Anh ta đã tấn công như vũ bão và khiến cho Rascal mất máu quá nhiều rồi. DX vẫn đang muốn cạnh tranh con rồng nguyên tố thứ ba này, họ không muốn bỏ. Họ muốn dùng đây là cơ hội để có thể trở lại, nhưng việc giao tranh ở chênh lệch thua tới 6.000 tiền là một bài toán không dễ. Chưa kể mục tiêu họ đang muốn bắt lẻ lại là một con Na còn tốc biến và sắp hóa Na khổng lồ đến từ Budon. Budon không tham tấn công và anh ta quyết định giật về ở một lượng nộ cực kỳ ấn tượng. 97 nộ dành cho vị trí của Budon để có thể hóa Na khổng lồ. Và anh ta đang muốn bấm B về để lấy trang bị tiếp theo chăng? Tình huống ngắt bấm B về fail đến từ vị trí của Fate, nhưng ít nhất nó khiến cho Budon đã phải hóa Na khổng lồ khi anh ta quá nộ. Và bây giờ thì tình huống giao tranh diễn ra đến từ cả hai đội sẽ là tình huống giao tranh bước ngoặt của bản đấu. Tiến tới với dàn Na khổng lồ từ ngang hông các thành viên đội tuyển DRX, một thế gỏng kìm được tạo ra đối với các thành viên đội tuyển DRX. Và hiện tại thì Envy đã đầu tư luôn cú xé thanh trừng của mình. Budon đã về dàn Na tí nị, sát thương của Fate là tương đối đau. Làm mềm trước giao tranh thì có vẻ như các thành viên đội tuyển DRX đang là những người có lợi hơn, do họ sở hữu khả năng hồi phục ấn tượng hơn tới từ con Nami là thằng tay của Baron. Nhìn lại thì phía bên kia, các thành viên đội tuyển Lesbos cũng còn đủ tài nguyên để có thể tiến tới pha giao tranh này. Cái lốc xoáy là còn tới từ Wukong của Wheeler. Lớp lăng của Fate lại tìm đến đích đến là Envy, nhưng máu không mất đi bao nhiêu. Budo mới đang là người gặp nguy hiểm và cạnh tranh rồng nó thuộc với các thành viên đội tuyển Lesbos của pha tràn thẳng vào, nhưng lốc xoáy quá đẹp. Vi phải nằm xuống, lướt tới tấn công vào Rascal. Chiêu cuối vẫn chưa đầu tư thì bị đẩy văng ngược trở về phía trên hạ. Lần này nó quá đẹp và Sante kích chiêu cuối của mình để thoát thân nhưng không thoát được. Với điểm hạ gục thuộc về Nami và bây giờ là Baron dành cho các thành viên đội tuyển Lesbos. Một canh bạc thực sự đến từ phía DX khi họ quyết định giao tranh ở tại thời điểm này. Họ bị thua tới 6.000 tiền và họ đã nỗ lực để có thể giao tranh nhằm lật lại ván thi đấu, nhưng nỗ lực đó đã khiến cho ván đấu càng ngày càng tuột xa khỏi tầm tay của DX hơn. Và bây giờ sẽ là con Baron mà chỉ còn hai của DX trên bản đồ, đó chính là Baron cùng với Fate. Những thành viên không có đủ khả năng để can thiệp. Tốc độ ăn Baron đến từ Lixbox là vô cùng nhanh. Họ có Azir, họ có Lucian và nó chắc chắn sẽ là mục tiêu lớn tiếp theo thuộc về bên phía Lixbox. Nó đẩy chênh lệch về tiền có thể sẽ chạm ngưỡng 90.000 tiền sau tình huống này. Chủ một khu đường trên đã có hơn 2.000 tiền đến từ Baron Bao Play và bây giờ sẽ là thêm một đợt tập trung nữa ở khu vực đường trên để tấn công vào trụ thứ hai của đối thủ. Rascal hiện tại muốn thể hiện độ trâu nhưng ta cũng không quá trâu. Azir lại lao vào phân chia thiên hạ, lần này lại trượt. Một tình huống hơi nỗ lực để mở đến từ Closer một chút. Và người mà anh ta mở cho tình huống vừa rồi là Rascal, cho thấy được rằng lúc này thì Lissabox không quá kén cá chọn canh trong việc mở nữa. Họ có thể mở bất cứ ai đứng trước mặt họ. Budon lao vào và anh ta là người bị tấn công, nhưng anh ta là Na khổng lồ, anh ta rất trâu. Một con vào lốc cực kỳ nhiều người đến từ Wheeler. Wheeler làm hết và phần còn lại thì đang quáng vét đến từ bên phía của Lissabox. Họ càn lên tìm kiếm những ma gục. Budon yếu máu, Budon tốc biến đi. Rascal quáng lao lên nhưng anh ta nằm xuống rất nhanh trước họng súng đến từ vị trí của Envy. Và đây là một tình huống quét 4 người dành cho bên Felix Box cùng với đợt đẩy đến từ Bullet Baron. Họ có thể kết thúc sớm ván thi đấu này. 6-5 đến từ một con Wukong và Wheeler đã có một pha xử lý quá tuyệt vời với tình huống tiến lốc xoáy được cả 4 thành viên tuyến sau của đối phương để cho một mình Vi trơ trọi ở tuyến trước tấn công vào con Na của Budon mà thôi. Và bây giờ sẽ là kết thúc ván thi đấu và không cho các thành viên đội tuyển DX bất cứ một cơ hội nào nữa. Mặc dù xảy chân trong ván thi đấu thứ hai, nhưng Lixabox vẫn thể hiện được bản lĩnh của mình và tìm được cách để giành chiến thắng cách không quá vất vả ở trong ván thi đấu thứ ba. Và từ đó, họ sẽ bổ sung thêm cái điểm số của mình một cách ấn tượng với 6 trận thắng và 2 trận thua. Vâng, và đó là một hiệu số vô cùng ấn tượng đến từ một đội hình trẻ của Lixabox. Một ngày thi đấu mà họ đã gặp đôi chút khó khăn ở tại ván thi đấu thứ hai trước bên phía DX, nhưng
họ vẫn có được chiến thắng chung cuộc. Và thậm chí ván thi đấu thứ ba họ đã hủy diệt bên phía DX với chỉ 23 phút vỏn vẹn.